Welcome to Fadham Hay, I am Yim, your host of the podcast series How to Master American Pronunciation in 60 Days. As you may know, English pronunciation is incredibly important if you want to be understood and avoid miscommunications. So in this podcast, I'll bring you various lessons about pronunciation, intonation, and liaison, share my learning experience, and help you stay motivated through your English learning journey. Chào mừng các bạn đến với Phát âm hay. Mình là Diễm, người sẽ dẫn dắt các bạn trong suốt podcast Học giỏi phát âm giọng Mỹ trong 60 ngày. Phát âm tiếng Anh cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn được người khác hiểu mình và tránh bị hiểu nhầm trong giao tiếp với người nước ngoài. Vì vậy, trong podcast này, mình sẽ mang đến cho các bạn nhiều bài học khác nhau về phát âm, ngữ điệu và nối âm. Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm học tập, mình cũng sẽ giúp cho các bạn duy trì động lực trong suốt hành trình chinh phục tiếng Anh. All right, it's time for how to master American pronunciation in 60 days. Let's get started. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học một âm đó chính là âm o ờ trong chữ hot. Hot. Thì âm này nó khá là đặc biệt là anh Anh đọc hơi khác mà anh Mỹ thì đọc hơi khác. Cũng là chữ HOT. Giọng anh Mỹ sẽ đọc nó là heart hot còn anh an sẽ đọc nó là hot hot anh mỹ is hot trời nóng ghê còn anh an sẽ là it's hot trời cũng nóng ghê nhưng mà nó sẽ hơi khác nhau về cái cách đọc nguyên âm một chút bởi vì chúng ta nói về tiếng anh mỹ cho nên trong trường hợp này chúng ta sẽ đọc theo cách của anh mỹ nhé khi nói về âm o ờ trong chữ hot các bạn sẽ trả lời các câu là môi cầm lưỡi của âm o ờ. khi muốn phát âm nó sẽ trông như thế nào a ờ, ờ, hot hot đối với âm a ờ, thì môi thế nào ta môi hoàn toàn bình thường thả lỏng cắm cầm hạ rất là sâu và thân lưỡi thì như thế nào thân lưỡi mình đè xuống làm sao cho âm nó rất là ấm a ờ, ờ, hot hot Âm này nó khá là tricky ở chỗ là cái mặt chữ phiên âm của nó thì nó viết nó giống như chữ A nhưng thực ra đọc nó là O cho nên các bạn đừng bị nhầm lẫn là mình đọc mình thấy mặt chữ mặt phiên âm của nó là A xong rồi mình đọc nó là hat hat thì không phải hat là cái mũ trong khi O hot là trời nóng bây giờ chúng sẽ đọc một số các chữ các bạn nghe và lặp lại theo mình nhé hot 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 pot, cup, cup, sock, sock, ron, ron. Khi nói đến âm o thì không thể nào không nói đến âm r trong chữ car, car. Và để đọc được âm này thì các bạn sẽ nhìn phiên âm nó sẽ là sự kết hợp giữa o và âm r, r, car, car. Các bạn hãy nhìn khẩu hình của mình để trả lời các câu hỏi môi răng lưỡi như thế nào nha. R. R. Rồi đầu tiên môi thế nào ta? Môi thả lỏng. Và khi chuyển sang âm R thì môi nó sẽ hơi chua nhẹ một chút. Cầm. Cầm đầu tiên cầm hạ sâu. Nhưng sau đó nó cũng được đóng lại để đọc về âm R. Và thân lưỡi thì quan trọng hơn. Đầu tiên thân lưỡi đè xuống nhẹ nhẹ sau đó thân lưỡi sẽ được nâng lên và kéo vào bên trong. mình đọc nó là r r mình đọc một số các chữ các bạn hãy nghe và lặp lại theo mình nhé car car star star far far march march sau đây chúng ta sẽ đọc một số các Cộng từ hoặc là một số các câu ngắn có âm ỏ và âm r các bạn cũng để ý đến phần ngữ điệu của mình để có thể bắt chứa được một cách dễ dàng chữ đầu tiên stop ừ, dừng lại nhá nên là giọng của mình sẽ rất là dứt khoát stop stop cụm số 2 nè no problem không có chi no problem No problem, âm này có âm o, các bạn hãy ngân cái nguyên âm o dài ra Problem, problem Chữ này rất là nhiều bạn đọc là problem, thì nó chỉ là cái cách tiếng Việt thôi Còn tiếng Anh sẽ là no problem, no problem Câu số 3 I got a job, I got a job Trong câu này chúng ta sẽ sử dụng nối âm got và a uh. Và trong này âm t sẽ được biến thành là âm fasty Gotta Gotta job dài âm oh that I got a job I got a job I got a job for the hell what do you want? What do you want? Are you coming? Hmm probably not Are you coming? Probably not và câu cuối cùng park the car với âm r park the car park the car park the car vậy là chúng ta vừa đi qua âm r và âm r mình nói lại nhé âm r hạ cầm sau lưỡi đè xuống r r âm r thì mình cộng với âm R nữa r cầm của mình cũng hạ xuống nhưng mà không hạ nhiều quá R R. Vậy là bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn có thắc mắc nào về bài học hay muốn đóng góp ý kiến để phát âm hay có thể nâng cao chất lượng bài học, đặc biệt là muốn chia sẻ thêm về quá trình luyện tập, kết quả sau những bài học trên podcast này, các bạn có thể liên hệ với fanpage hoặc là youtube của phát âm hay. Ngoài podcast, phát âm hay còn phát triển cả website, facebook và youtube. Và trên đó thì mình chia sẻ rất kỹ những bài học về phát âm, ngữ điệu và luyện giọng theo tiếng Anh Mỹ. Đây là những kênh hoàn toàn miễn phí nên các bạn có thể sử dụng những kênh này để mình có thể học tiếng Anh một cách hiệu quả nhé. Mình rất thích câu nói của Amy Purdy. If your life were the book and you were the author, how would you want your story to go? That's a question that changed my life forever. Mình dịch tạm nó có nghĩa là nếu cuộc đời bạn là một cuốn sách và bạn là tác giả bạn muốn câu chuyện trong cuốn sách đó được diễn ra như thế nào? Cuộc sống của chúng ta là do chính chúng ta quyết định. Do đó hãy học và đầu tư tiếng Anh ngay bây giờ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến hết tập ngày hôm nay và hãy đón chờ những tập tiếp theo được lên sóng vào thứ năm hàng tuần. Các bạn hãy theo dõi thêm trên fanpage YouTube cũng như là các trang mạng xã hội khác của Phát âm Hay để cập nhật thêm nhiều bài học cũng như những nội dung cực kỳ thú vị và bổ ích khác. Nếu bạn thấy podcast này hữu ích cho bạn, hãy đi lại bình luận và nhớ rating cho kênh nhé. Perfect practice makes perfect hãy kiên trì luyện tập phát âm một ngày không xa khi bạn cất giọng lên người khác sẽ nhìn bạn với con mắt đầy ngưỡng mộ hẹn gặp lại mọi người vào số tiếp theo see you in the next episode